Ok, xin chào mọi người đã đến với kênh Phước Hòa Stock. Thì ngày hôm nay em sẽ nhận định về thị trường chung của chúng ta trong thời gian sắp tới, cũng như là cái phương pháp giao dịch hôm nay chúng ta sẽ tuần tới chúng ta sẽ nên làm gì, và đặc biệt là cái nội dung chính của video ngày hôm nay đó chính là nói về việc và làm sao để chúng ta có thể lựa chọn ra được một mã cổ phiếu mà nó mua có tính rủi ro thấp nhất và tỷ suất sinh lời cao nhất. Thì đó chính là nội dung chính của video ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ đi nhận định về thị trường chung của mình ha. Thì mình sẽ đưa qua bảng điểm một tí. Thì chúng ta xem là thị trường chung chúng ta vừa rồi đã có một đợt giảm điểm khá là mạnh ha, giảm 5,37 điểm tương đương với là 0,65% thanh khoản ở mức khoảng là 6.000 tỷ đồng. Thì đây là một mức thanh khoản khá là cao. Thì nếu mà theo lý thuyết về cung cầu á, thì khi mà thanh khoản cao như thế này nè, mà anh chị nhìn thấy là giá của nó không tăng, mà còn giảm nữa, thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là bắt đầu đã có những cái sự phân phối tại vùng này. Em mình để ý ha, từ phiên này nè, chính là phiên này, phiên này chính là phiên mà gọi là thanh một thanh là pin ba, thanh pin ba là dấu hiệu của sự đảo chiều ha, khối lượng khá là cao, chứng tỏ là phiên này đã bị chốt lời rất là nhiều từ áp lực chốt lời của các nhà đầu tư ở dưới vùng này. Tức là khi người ta mua lên đây nè, khi mà gặp vùng này, đây là một vùng kháng cự trước đó, vùng kháng cự là 830 hoặc cho tới 835. Thì vùng này hôm trước thì em cũng đã vẽ, em cũng đã dự đoán là thị trường khi mà gặp cái vùng 830 này sẽ gặp khó. Tức là tại đây sẽ có những cái sự điều chỉnh nhất định. Thì hiện tại là thị trường chung mình đã có những cái sự lình xình tại đây. Nó thì khả năng cao thị trường sắp tới có thể là sẽ xảy ra theo hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất á, là thị trường sẽ tích lũy tại vùng này, tức là tích lũy tại vùng 830 nếu mà lực cầu tốt. Tức là nếu mà lực cầu đỡ được hết lực cung, hấp thụ hết cái lực cung ở dưới này, tức là khi mà người ta chốt lời tại đây mà có một lực cầu vào đỡ hết á, thì khả năng là giá sẽ đi ngang trong thời gian này. Tức là khả năng là nó sẽ đi ngang sideways tại đây. Lúc đó sẽ nằm một cái nền tích lũy tiếp tục giống như cái nền này nè, vậy đấy nè, giống cái nền này nè. Tức là khi có một giai đoạn tăng lên nó sau đó bị chốt trở lại đó, thì như cái nền này thì nó sẽ có một cái lực cầu đỡ ở đây, thì khi mà lực cung ở đây bị hấp thụ hết thì sẽ có lực tiếp tục có một động lực tăng giá tiếp theo. Thì á, em kỳ vọng là nếu mà theo kịch bản là đi ngang tại đây thì khả năng cao là thị trường có thể là có một việc tăng giá kế tiếp nữa là tiến tới vùng giá là 870. Nhưng mà hiện tại là chúng ta phải quan sát xem là vùng này là thị trường chúng ta phản ứng như thế nào khi mà lực cầu là cũng có tín hiệu là cho yếu dần đi. Kịch bản thứ hai là gì? Kịch bản thứ hai á, là khi mà thị trường nó bắt đầu rơi, nó sẽ rơi về cái đường trendline tăng giá mà em đã vẽ ở đây. Em sẽ tô đậm lên cho mọi người ha, cái đường trendline này em đây, đây là cái đường trendline, thì thấy không, cái đường màu xanh lá cây nè. Cái đường trendline là chính là cái đường trendline tăng giá ngắn hạn của thị trường chúng ta. Thì khả năng khi thị trường rơi về vùng này, rơi về cái đường trendline này ở tầm vùng giá là 810, 815 ở tầm đây, hoặc là có thể là rơi về cái vùng đỉnh trước đó của nó là 800, 800 tầm 800, thì tại đây nó sẽ có những cái sự test lại. Tức là tại đây nó sẽ có những cái sự gọi là những cái sự điều tiết cung cầu, tức là phản ứng giữa cung và cầu xem là bên nào đang chiếm ưu thế. Nếu cầu chiếm ưu thế thì giá có thể là tiếp tục tích lũy tại vùng này, chứ là không phải tại vùng này mà là tại vùng này. Tức là nó sẽ giảm về tới đây, sau đó tiếp tục tích lũy lại tại đây và bám theo kênh này và tăng tiếp, và cũng là hướng tới vùng giá là 870. Thì đợt vừa rồi thì thị trường chung chúng ta đã tăng khá là tốt khi có một nhịp tăng điểm từ là vùng là 800 700 770 765 lên tới vùng là 830. Thì là chúng ta đã, nếu mà các anh chị xem video trước của em thì hầu như chúng ta đã có thể là ăn trọn được cái chân sóng này, tức là đã ăn được những cái phiên này. Đó, từ những cái phiên này sau đó là tại đây thì em cũng đã có bắt đầu là có tín hiệu chốt dần cho room của mình ha. Thì bắt đầu từ những cái phiên mà cái phiên đầu tiên thì em đã có dấu hiệu là báo cho mọi người là thị trường sẽ bắt đầu có sự hồi phục. Đây, thị trường sẽ có sự hồi phục khi mà break được cái đường trendline tăng giá dài hạn, trendline giảm giá nè, chị thấy không? Đó, thì sau đó là em đã bắt đầu tập trung vào những rổ cổ phiếu VN30 như là Masan, như là Vietcombank, như là BVH, hay là như là BLX Gas đó, kiểu vậy. Tức là những mã cổ phiếu mà trong rổ VN30 thì nó sẽ tăng theo thị trường thôi. Tức là khi thị trường break khỏi đường trendline này thì là một tín hiệu báo mua rất là tốt. Đó, thì đó, cái phiên này là một cái phiên báo mua rất là tốt ha. Thì mình mua những cái phiên như thế này nè, những cái phiên mà có những cái nền giá này nè, sau đó mình mua một cái phiên break thì là rủi ro rất là thấp. Tức là khi đó thì là sẽ có một cái nhịp tăng kế tiếp nữa khi mà chứng tỏ là tại vùng này lực cầu đã hấp thụ hết lực cung tại đây, và sau đó lực cầu vẫn còn thì họ đẩy giá lên tiếp. Thì khả năng là những cái phản ứng tại đây là có thể là theo kịch bản này, hoặc là nếu tệ hơn thì nó có thể là gãy về vùng là 800 800 đến 810 và tích lũy tại đây.
thì mình sẽ xem hai kịch bản này ha. Do đó hiện tại thì là thị trường khá là rủi ro, nên thì em vẫn là khuyến khích là mọi người là hiện tại là hạn chế mua mới là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ xem là những cái mã cổ phiếu nào đang gặp những ngưỡng kháng cự trước, những cái kháng cự dày khó thì chúng ta nên chốt lời dần và cắt lỗ, tức là những cái mã cổ phiếu nào mà nó đã bị phá vỡ khỏi cái vùng hỗ trợ của nó thì mình cũng nên cắt đi. Thì để view về thị trường một cách tốt nhất thì chúng ta sẽ đi qua một số cái dòng sau đây, một số cái dòng trụ của thị trường ha. Đầu tiên là mình sẽ đi qua vòng dòng VIN đi ha. Dòng VIN thì có VSC, VIT. Thì chúng ta đấy nè, VIT đã đi sideways một thời gian khá là dài á, tức là khi thị trường tăng thì VIT vẫn chưa tăng. Đây, hôm trước em cũng có nói về vấn đề này. Tức là khi thị trường chúng ta có một cái nhịp tăng điểm rất là tốt từ từ đây, bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ nhịp này thì VIT đã bắt đầu đi ngang. Từ nhịp mà thị trường đang ở vùng là 730. Đó, sau đó là VIT đã bắt đầu đi ngang tại đây cho tới bây giờ. Thì hiện tại thị trường đang ở mức là 830 ha. Thì VIT đã có một cái vùng tích lũy khá là tốt khi mà khối lượng đã kiệt dần. Khối lượng VIT đã kiệt dần. Cộng như việc là phiên vừa rồi á, đây là một phiên test lại nguồn cung nè. Đây là một phiên test cung. Những phiên trước á, khi mà nó giảm xuống cái đường MA20 này, đã có cuối phiên đã có những cái sự kéo lên. Tức là những cái sự kéo giá lên chứng tỏ là có lực cầu đỡ ở đây. Thì hôm trước đầu phiên test cung với khối lượng khá là thấp thì đây cũng là một tín hiệu khá là tốt đối với VIT. Nhìn chung á, thì đối với VIT á, thì là ở đây là một dấu hiệu tích cực, thì khả năng là VIT có thể là dòng đỡ thị trường sắp tới. Tức là dòng dòng VIT này nè, một lát nữa chúng ta sẽ phân tích về Vinhome, thì là em kỳ vọng là VIT VIT sẽ là cổ phiếu đỡ thị trường sắp tới nếu mà thị trường mình có những cái nhịp phản ứng quá xấu. Nhưng mà nhìn chung thì nếu mà cả rổ VN30 nó đi xuống á, thì VIT cũng rất là khó khó rồi đỡ thị trường được. Hiện nay rất rất là nhiều mã trong cổ VN30 nó đang gặp những cái kháng cự rất là khó. Một lát chúng ta sẽ đi qua. À, gì đó với VIT thì khả năng VIT á, có thể là đi sideways một thời gian nữa tại vùng này. À, với khối lượng khá thấp như thế này thì em cảm thấy là VIT có khả năng là sẽ bứt phá trong thời gian tới. À, dòng tiền vào cũng cũng khá là tốt. Thì khả năng nếu VIT lên được á, thì em không khuyến nghị VIT cho mấy anh chị nhiều á, là tại vì sao? Em chỉ nói là VIT khá tích cực thôi, bởi vì VIT á, có cái gọi là một cái kháng cự trước khá là gần ha. Tầm vùng giá là 102, 103. Thì hiện tại giá nó là 97 rồi. Thì nếu lên tới đây á, thì nó chỉ tăng tầm 5 giá thôi, tức là tầm 5%. Tức là cái biên lợi nhuận nó cũng không cao, nhưng mà cái rủi ro hiện tại thì khá là cao so với thị trường chung. Khi mà thị trường chung đã có những cái nhịp gọi là những cái nhịp phân phối, những cái nhịp phân phối tại những cái vùng kháng cự. Đó. Thì chúng ta sẽ quan sát đối với VIT. Thì nếu VIT những phiên kế tiếp á, mà có một cái phiên mà test cung như thế này nè. Đó, một cái phiên mà giảm giá với khối lượng khá là thấp. Đó, sau đó tiếp tục kéo lên thì chứng tỏ là thêm một hai phiên nữa đó, thì chứng tỏ là lực cung đã cạn dần rồi, thì chúng ta có thể là bắt đầu là đánh ngắn với VIT. Nhưng mà em vẫn chưa cho khuyến nghị đối với VIT, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái cổ phiếu này ha. Vinhome, à, đối với Vinhome thì Vinhome hôm trước thì room room của em cũng đã có những khuyến nghị từ vùng giá là 63,6 đó, thì hiện tại Vinhome đang ở vùng giá là 73, sau đó tăng lên vùng 73 và hiện tại là đang ở vùng giá là 71,6. Thì ở vùng này chính là cái vùng đỉnh trước của nó. Đó. Thì nó đang có những cái phiên gọi là những cái phiên là test lại cái vùng hỗ trợ trước. Thì thông thường một cổ phiếu mà muốn tăng tốt á, thì sau khi bứt phá khỏi cái vùng kháng cự thì nó sẽ quay lại test cái vùng đó. Đây anh chị thấy này, sau khi mà Vinhome đã có những cái phiên break nền đi lên, bứt phá được cái vùng kháng cự mà lúc trước em vẽ nè, thì nó đã có những phiên quay lại test vùng kháng cự tại đây, tại cái vùng test này nè. Nó thành công hay không là chính là dựa vào khối lượng của nó. Tức là nếu mà tại những cái vùng này mà khối lượng khá là lớn á, thì chứng tỏ là lực cung nhiều đó, thì chúng ta sẽ không không tham gia tại đây. Tức là chúng ta cũng nên cân nhắc là bán ra. Còn hiện tại thì là chúng ta quan sát là Vinhome có khối lượng cũng khá là tốt đó, thì em kỳ vọng là những phiên tới Vinhome sẽ có những cái phản ứng giống VIT. Đây cũng là một phiên test cung này, tức là đầu đầu phiên giảm mà sau đó cuối phiên kéo lên đó, thì em kỳ vọng là sau đó sẽ có những cái nhịp gọi là những cái nhịp đi ngang tại đây. Nhưng mà với khối lượng cạn dần thì Vinhome cũng là một cổ phiếu mà chúng ta có thể cân nhắc trong nhịp đánh tới. Nếu mà Vinhome đánh tốt được thì khả năng là có thể đánh vượt, đánh tới vùng là 78, 78,7, 79. Đó. Còn nếu thủng thì khả năng là nó có thể là rơi về vùng vùng MA20 tại đây. Tiếp tục có những cái phiên test lại. Đây là vùng MA20 của mình ha. Thì khả năng nó rơi về đây là tầm vùng giá là 68, 69, sau đó tiếp tục có những phiên test cung tại đây. Tại những vùng mà có phản ứng giá giữa cung và cầu thì nếu mà lực cung cho thấy giảm dần thì chúng ta có khả năng là có thể cover tại đó, tức là chúng ta có thể mua giải ngân tại đó, thì khả năng là nó sẽ bật lên trở lại. Còn hiện tại là Vinhome, Vinhome cũng đang cho những cái tín hiệu khá là tốt ha. Chúng ta có thể quan sát đối với Vinhome, đối với VIC. Còn
Nhìn chung thì thị trường đang khá là xấu nên em vẫn chưa là cho mở đi mua. Tiếp tục là VRE. Thì VRE có một cái điểm khá là xấu của nó. Tức là hôm trước thì em cũng là đã có khuyến nghị là đánh BVE và ở vùng giá là 25. Hoặc tầm những vùng giá đó thì em kỳ vọng là BRE có thể tăng lên được vùng đỉnh trước của nó là vùng 20, 27. Nhưng mà sau đó thì VRE đã khi mà gặp cái đường trendline mà khi mà gặp một cái đường trendline giảm giá dài hạn của nó thì VRE tại đây là sau khi bứt phá đã bị chốt lại giữa phiên, bị cuối phiên này, chị thấy không? Tức là cuối đầu trong phiên nó đã kéo lên được qua đường trendline nhưng mà cuối phiên nó bị đạp lại. Thì đây là một cái tín hiệu khá là yếu của VRE. Thì tại đây thì VRE đã cho những cái phản ứng giá cũng cũng không quá tốt khi mà nó đã gãy được cái đường nó gãy cái đường trendline tăng giá ngắn hạn của nó. Đó, đây là một đường trendline tăng giá ngắn hạn của nó mà em vẽ, chị thấy không? Thì hiện tại VRE có thể là sẽ đi ngang tại đây, đi ngang. Nếu tích cực thì VRE sẽ đi ngang tại vùng giá là 24, 24,1 này. Tức là tại đây nó sẽ là một cái nền tích lũy, nó hấp thụ hết cái lực chốt lời tại đây, hấp thụ hết cái lực chốt lời tại đỉnh này. Thì khi mà lực cung nó bị hấp thụ hết đó, thì VRE mới có thể được đánh lên. Còn hiện tại là VRE rất là khó tăng lên trở lại. Đó, khi mà những cái tín hiệu VRE khá là tiêu cực khi mà anh chị để ý nè, nhưng mà nó giảm và khối lượng khá là cao ha. Đó, phiên vừa rồi test lại cung thì cũng chưa có dấu hiệu mà đánh lên lại. Thì chúng ta sẽ kỳ vọng là VRE có thể là tích lũy một thời gian tại đây. Đó. Hoặc nếu mà VRE có thể quay lại trở lại trên cái nền này, đó, hình thành một cái nền tại đây thì cũng khá là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang nằm trong một cái gọi là một cái hình cái nêm. Vậy đấy nè. À, nếu mà đường trendline dài hạn em kéo xuống là như này đó, đường trendline tăng giá em kéo lên thì nó hình thành một cái đường tăng, một cái hình gọi là một cái hình hẹp dần ở trong cái khu này. Thì khi mà VRE nó biến động giá hẹp dần này thì nếu mà nó break lên được thì nó có thể tăng rất là tốt. Còn nếu mà nó break xuống thì khả năng là nó có thể về lại vùng là 22,5, tức là vùng đáy trước đó của nó để tích lũy. Đó là đối với VRE ha. Rồi chúng ta sẽ đi vào một dòng kế tiếp cũng khá là ảnh hưởng tới thị trường ha. Đó chính là dòng ngân hàng. Thì dòng ngân hàng chúng ta sẽ xem về Vietcombank. Vietcombank thì hôm rồi thì khi mà có nhịp sóng tăng thì mình cũng đã mua từ những cái phiên là 76 66,8 đó. Thì sau đó là cái nhịp ăn tầm được 10 giá là 70 77,8 và 76,8 thì em cũng đã cho chốt từ những cái giá là 75 đó, khi mà đạt được những cái target của mình. Thì hiện tại là Vietcombank đang có những cái dấu hiệu là phân phối, anh chị đi. Thứ nhất là Vietcombank đang gặp một cái ngưỡng kháng cự cứng của nó, ngưỡng kháng cự khá là mạnh đó, tức là vùng gap down trước đó. Đó, cái vùng gap down em đã vẽ nè, chị thấy không? Nó khi gặp cái vùng này nè, Vietcombank bắt đầu có những cái dấu hiệu suy yếu đi. Đó, khi mà dòng tiền bắt đầu là đi xuống. Anh chị đấy là đường dòng tiền màu xanh này của em thấy không? Đường màu xanh biển nè, nó đã bắt đầu đi xuống. Cái thứ hai là khi mà thị trường chung cũng đang có những tín hiệu tiêu cực thì khả năng là Vietcombank hoàn toàn có thể là test lại cái đỉnh này một lần nữa. Tức là cái đỉnh tầm vùng giá là 70, 70, 71, 72. Khi mà nó rơi về đây nè thì khả năng cao nó chúng ta sẽ quan sát giống như những cổ phiếu khác thôi. Khi mà test lại đỉnh đó, mà nếu mà khối lượng nó kiệt dần đó, mà khối lượng nó kiệt dần thì là ok. Tức là thì rồi mình có thể là tiếp tục quan sát và mình đánh tiếp nhịp kế tiếp cho Vietcombank. Thì nhịp kế tiếp là hoàn toàn nó có thể là sau khi đi lình xình tại đây một thời gian thì hoàn toàn là nó có thể đánh lên tiếp tục. Nếu mà thị trường chung chúng ta là có cái vùng hướng tới cái vùng giá là 870 đó, thì khả năng là Vietcombank có thể là đánh tới vùng 80 đó, đánh vượt thoát, tức là khi mà test lại thành công cái đỉnh trước tại đây ha. Còn hiện tại thì chúng ta vẫn vẫn chưa mở mua được tiêu Vietcombank ha, vì rủi ro khá là cao. Bởi vì á, chúng ta nhìn những cái phiên mà đây, mình qua bên nến đi ha. Đây đây là một phiên gọi là phiên gì, là phiên nến Doji. Với những cái phiên nến Doji là chính là một cái tín hiệu đảo chiều khá là mạnh. Đó, thì chúng ta phải xem những cái phản ứng ở vùng này. Mấy chị đấy là giống như những cái phiên này nè. Những cái phiên trước thì nó cũng đã có những cái nến Binpa nè. Thì sau những cái nến Binpa này là thường nó sẽ có những cái xu hướng là Binpa này. Thì thường nó sẽ xu hướng là điều chỉnh trở lại. Đó, nó sẽ test lại, đây là nó test lại cái đỉnh trước đó này. Đó, đây là một cái đỉnh trước đó này. Thì nó sẽ rơi test lại cái đỉnh trước đó và đi ngang một thời gian. Nếu mà đi ngang khối lượng kiệt dần. Vậy đấy, đây. Vì cái bên hôm trước đã đi ngang với khối lượng khá là thấp anh chị thấy không? Đó khá là thấp. Thì đó mình kỳ vọng là sẽ có một nhịp đánh kế tiếp. Thì hiện tại đối với Vietcombank thì mình cũng kỳ vọng là sau khi nó có khả năng là rơi test lại cái đỉnh trước đó của nó thì nó cũng sẽ có một giai đoạn đi sideways như thế này. Nó một giai đoạn đi sideways như thế này với khối lượng kiệt dần giống như những cái đợt trước đó của nó, thì khả năng là Vietcombank sẽ có thể là đánh một nhịp kế tiếp là đánh vượt thoát lên vùng 80.
Còn hiện tại thì chúng ta vẫn chỉ là quan sát đấy chứ Vietcombank. Đối với Vietcombank chúng ta chỉ là quan sát. Techcombank. Đối với Techcombank thì anh chị hình dung là Techcombank đã có một lực tăng khá là tốt khi mà tăng từ vùng giá là 17,5 lên vùng giá hiện tại là tầm vùng giá là 20 20,5. Nhưng mà có một cái điểm mà chúng ta nên để ý đó chính là Techcombank đã mở gap. Tức là Techcombank hôm trước tăng đã mở một cái gap up. Tại đây. Thì gap up á, thông thường mà khi một cổ phiếu mở gap á, thì khả năng rất là cao thì cổ phiếu nó sẽ gì? Nó sẽ phải lắp lại cái gap đó. Đây, anh chị mình tự xem. Đây, hiện tại là Techcombank cũng đã có những bắt đầu có những cái dấu hiệu mà chốt lời dần khi mà dòng tiền bắt đầu tạo đỉnh. Đây, dòng tiền nó bắt đầu tạo đỉnh thì khả năng Techcombank có thể là rơi về vùng giá là 19 19,3 hoặc tầm vùng giá là 19,3 tới 19,5. Thì nếu mà Techcombank rơi về đây mà có những cái phiên mà test cung lại khá tốt thì Techcombank hoàn toàn có thể là lắp lại cái gap trên này, là vùng gap mà em vẽ trước đó này. Đây là một cái gap down vùng giá là 21,7 nha, 21,7. Tuy nhiên thì nếu mà thị trường chung tích cực thì Techcombank hoàn toàn có thể làm vùng giá đi ngang tại đây, tức là nó có thể tích lũy ngay tại vùng này nè, tại vùng giá là tầm dao động trong vùng là 20,1 và 20,7 đó. Thì như vậy á, thì nếu mà Techcombank có thể đi trong cái hộp này của em nè, đi trong cái hộp này thì nếu đi tại đây tốt mà khối lượng kiệt dần á, thì khả năng là nó có thể break lên tiếp tục tới cái vùng là 20 22 đó, là lắp được cái gap down luôn đó. Còn hiện tại là Techcombank cũng đã có sự phân phối rồi đó, những cái phiên bán khá là khối lượng khá là cao nè anh chị đi, những cái phiên tăng như thế này nè, những cái phiên tăng rất là tốt trên nền giá anh chị thấy không, khi mà giá nó neo theo đường EMA 20 đó, sau đó có một phiên break cao thì những phiên này chỉ là những phiên mở tín hiệu mua với Techcombank đó. Vì sau đó Techcombank đã có những cái nhịp tăng cũng cũng khá là tốt, thì bắt đầu khi gặp cái ngưỡng kháng cự là đáy trước đó nè cùng với cái ngưỡng Fibo là 61,8 thì nó đã bị chốt lời khá là nhiều ha đó. Thì rất rất là nhiều mã cổ phiếu anh chị đấy là hiện tại nó đang gặp những cái ngưỡng kháng cự đó, những cái ngưỡng kháng cự khá là mạnh, do đó là thị trường chung sắp tới cũng khả năng là sẽ chỉnh theo những cái dòng cổ phiếu trụ của chúng ta ha. Rồi ngân hàng quân đội, MB Bank thì hôm trước là em đã có những cho khuyến nghị mua và sau đó bắt là cho chốt tại vùng giá là 17 một phần, tại vì vùng kháng cự 17 này là một vùng khá là mạnh đó, đây là vùng đỉnh trước đó của nó. Thì sau khi cái phiên này là MB Bank đã chính thức là break được cái vùng 17 nè, cái vùng kháng cự nè, thì MB Bank đang có những cái phiên retest lại vùng vùng kháng cự trước đó của nó. Thì giống như lúc nãy em nói, thì khi mà một cổ phiếu muốn tăng tốt á, nó vượt ra được cái ngưỡng kháng cự của nó thì nó phải quay lại test. Nó quay lại test thì vol phải thấp. Đó. Nhưng mà hiện tại là MB Bank vol khá là cao. Thì là hiện tại MB Bank vẫn chưa tăng được ngay đâu. Em vẫn nghĩ là MB Bank chưa tăng được ngay, mà nó sẽ có những cái phiên gọi là những cái phiên là nếu mà tốt nha. Nếu mà cầu đỡ tốt thì nó sẽ đi ngang tại đây thôi, lình xình tại đây. Vì thị trường chung bây giờ cũng khá là xấu thì nó sẽ lình xình tại đây một thời gian. Đó. Rồi sau đó mình sẽ dựa vào những cái tín hiệu kế tiếp thì mình có những cái phân tích đối với MB Bank. Còn hiện tại thì là MB Bank đang cho những cái tín hiệu cũng không mấy là tích cực. Dòng tiền MB Bank cũng bắt đầu là tạo đỉnh tại đây rồi. Tạo đỉnh tại những cái phiên mà bứt thoát, những cái phiên vượt thoát như thế này. Đó. Đó là đối với MB Bank ha. BID. BID thì để xóa. Đây. BID hôm trước em đã khuyến nghị mua BID tại những cái vùng giá tại nền này nè anh chị đấy nè, đó cũng một kịch bản thôi, khi mà cổ phiếu là làm nền thì khối lượng thấp dần đó, những cái phiên như thế này thì là mình có thể mua test BID từ những cái nền này nè đó, sau đó là những phiên vượt thoát break của cái đường EMA 20. Thì hiện tại BID đang làm gì? Hiện tại BID đang test là cái đỉnh trước đó của nó đó, test là cái vùng đỉnh là tầm vùng giá là 37,7. Thì hôm vừa rồi thì em bên đi cũng đã đóng phiên với giá là 30 38,6, thì khả năng là BID có thể là rơi test lại vùng này một thời gian, rơi test tại vùng này, nếu mà khối lượng tại đây cạn dần đó thì BID có thể là tăng tiếp. Còn nếu mà gãy thì nó có thể là gãy về đường EMA 20 ở đây là tầm vùng giá là 30 37. Đó, tầm vùng giá này, nếu mà gãy về đây thì MB Bank có thể là làm tiếp tục làm nền khi mà ở đây có một cái ngưỡng hỗ trợ khá là mạnh, tức là cái nền trước đó, đó khi mà nó làm nền tại đây
nó làm nền tại đây một thời gian thì là mình sẽ xem tiếp. Thì nếu mà MB Bank có thể tăng tốt thì là cái vùng nó hướng tới kế tiếp, tức là vùng gì? Thứ nhất là vùng gap down cũng như là cái vùng đáy trước đó của nó này, là vùng giá là 40 44,5. Nếu mà MB Bank có thể làm nền tốt tại đây thì MB Bank có thể tiếp tục hướng tới vùng giá là 44,5. Còn nếu mà gãy á, thì khả năng nó sẽ gãy về cái vùng nền này là vùng là 30 36 37 hoặc tại đây. Ở đó là GBID. Anh chị thấy là hầu như cái cổ phiếu đều đang gặp những cái ngưỡng kháng cự của nó. Hoặc là đang retest lại. Thì nếu mà thị trường chung của chúng ta mà mình tức là cũng đang là biến động là đồng thuận thì những cái cổ phiếu trụ của chúng ta, thì nếu mà những cổ phiếu này có những tích lũy tốt á, thì chúng ta vẫn kỳ vọng là thị trường chung sau khi mà có một nhịp điều chỉnh nhẹ thì có thể là có tiếp tục những cái phiên vượt thoát lên vùng là vùng 870. Tiếp theo mình sẽ đi qua dòng chứng khoán ha. Dòng chứng khoán thì hôm rồi cũng đã những cái phiên tăng rất là tốt đó, khi mà tạo nên tích lũy khối lượng giảm dần thì sau đó có những cái phiên vượt thoát lên vùng giá là kháng cự của nó là vùng 14.5 hoặc 14.6 đó. Tại đây thì SSI đã cho những cái phản ứng khi mà bị chốt lời khá là nhiều ha. Thì tại vùng này thì Room mình cũng đã cho chốt SSI đó, một phần là chốt, thì đang chờ là SSI cũng tương tự như cổ phiếu khác, đa số những cổ phiếu hiện tại là đang test lại đỉnh trước đó của nó đây. Anh chị thấy không, nó đang test lại cái đỉnh này nè. Thì tại cái vùng này chúng ta sẽ kỳ vọng là có những cái phản ứng giá tích cực thì SSI khi mà giảm, nhưng mà khối lượng nó sẽ giảm dần đó. Tại đây nếu mà rơi lại tại đây nè, mà nếu mà test tốt á, thì khả năng SSI có thể là tích lũy tiếp tục là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vol cạn dần, nó đi ngay như thế này lên sình. Còn nếu mà nó tăng, nếu mà những phiên sau mà nó có thể tăng bật lên như thế này đó, thì thông thường những cái phiên này nó tăng không là tốt, tăng không có tốt. Bởi vì sao? Bởi vì đó, nó chưa có hấp thụ được hết cái lực chốt lời đây. Nếu mà vol ở đây còn rất là cao ha, mà nếu mà bỗng hôm sau mà AI bỗng nhiên có một cái phiên mà tăng lên đó, thì những cái phiên nó thường là không có bền. Thì nếu mà muốn một cổ phiếu muốn tăng bền đó, thì nó phải có những cái sự tích lũy, sau đó nó hấp thụ được hết cái lực cung đó, tại một cái vùng dưới nè như đây ha, thì nó hấp thụ hết lực cung ở đây đó, những cái lực cung người ta mua ở đây là người ta chốt ra đó, được cầu đỡ vào hết thì sau đó là tiếp tục đánh lên đó. Còn hiện tại là nếu mà vol SSI còn khá là cao như thế này á, thì cũng rất là khó để SSI có thể tiếp tục tăng. HCM cũng tương tự SSI thôi. Những cái ngành mà cổ phiếu chung một dòng với nhau thường có những cái phản ứng rất là giống nhau, như hồi nãy chúng ta phân tích với nhóm ngành ngân hàng thì rất là nhiều cái cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng người ta đang quay lại test lại đỉnh trước đó của nó. Thì đối với HCM, HCM cũng đã sau khi gặp cái ngưỡng kháng cự mà em vẽ nè là vùng nền giá trước đó của nó, thì cũng bắt đầu có tín hiệu là quay đầu đường trendline tăng giá của nó. Thì khả năng là HCM sẽ đánh về đường trendline cũng như là đường MA20 sẽ tiến tới đây. Đánh về vùng tại đây thì tại đây sẽ có những cái phiên trả cung đó, những cái phiên test lại cung cầu đó, tiếp tục cho nhịp đánh kế tiếp đó, cũng như là vùng vùng đỉnh trước đó của nó. Thì đối với HCM hay đối với SSI thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát thôi, chúng ta sẽ không mở mua ha. Đó, những cái cổ phiếu này đa số đều đang gặp cái những kháng cự của nó rồi. VND VND những cái nhịp trước đây, vậy đấy, đây là một cái nền tăng giá. Ở đây một cái nền khối lượng khá là thấp đó. Thì tương tự thôi, thì VND cũng đã có những cái nhịp tăng giá. Điểm mở mua với VND mà tốt nhất á, thì chính là phiên này, chính là phiên mà vượt thoát ra được cái vùng MA20, thì sau đó VND đã có những cái nhịp tăng cũng khá là tốt. Thì hiện tại VND cũng đang gặp một cái cản của nó, tương tự như những người bạn của nó, thì là cái cản này thì nó đâu có cái đầu tín hiệu là phân phối tại đây. Vol của VND hiện tại khá là cao ha, khi mà gặp đỉnh á, mà vol cao như thế này nè, nó là sự phân phối rồi, tức là có sự phân phối tại đỉnh đó, thì lực chốt lời dưới đây áp xuống, thì nếu mà cầu không đỡ thì VND có thể là rơi đó. Thì giống như những cái nhóm ngành, những cổ phiếu khác thì khả năng là VND có thể là nếu mà tốt thì là nó sẽ đi ngang tại đây đó, đi xe quay tại vùng này một thời gian chờ tín hiệu từ những cái dòng khác. Khi mà những cái dòng khác chạy thì có thể là khi mà dòng chứng khoán chạy theo á, thì là nó sẽ có những cái phiên vượt thoát. Cái thứ hai là nó có thể rơi về đường EMA của nó, neo theo đường EMA, tức là nếu đường EMA đang dốc lên như thế này nè, thì cái nó sẽ neo theo đường EMA, neo theo đường EMA mà đi, như thế này rơi về đây và test lại. Đó là VND ha. VND thì em cũng hạn chế khuyến nghị, là vì sao? Bởi vì VND là một cổ phiếu mà biến động khá là lớn,
Đó, đây là coi coi là một cổ phiếu bo cung làm giá ha. Đó, khi mà những biến động của nó như thế nè, đó, những cái chạy của nó vẽ rất là đẹp, khi mà nó kéo lên cuối phiên đều kéo lên giá đóng cửa cao nhất đó, thì em vẫn rất ít khuyến nghị VND đối với ngành chứng khoán, thì em thường lại tập trung vào là SSI hay là HCM đó. Cái dòng tiếp theo chúng ta sẽ đi qua chính là dòng dầu khí. Dòng dầu khí cũng đã có những cái nhịp gọi là khi mà gặp ngưỡng kháng cự thì là quay lại test đỉnh trước đó. Gas gas sau khi mà gặp ngưỡng kháng cự là gap down đó, thì đã có những cái phiên quay lại test test là cái đường trendline này, chị thấy không? Em kỳ vọng nó sẽ quay lại vùng giá là tầm 70 đó, 69 70 cũng là cái vùng đỉnh trước đó của nó đó. Thì tại đây nó sẽ có những cái phiên gọi là cung cầu, tức là phản ứng cung cầu với nhau. Thì mình quan sát thứ nhất là khối lượng đó, cái thứ hai là dòng tiền. Nếu mà khi tích lũy mà dòng tiền nó dốc lên thì có là một tín hiệu khá là tích cực đó. Thì nói về dầu khí thì vừa rồi thì giá dầu cũng đã có những cái sự phản ứng rất là tích cực ha, khi mà người ta kỳ vọng là khi mà sản xuất trở lại đó, thì giá dầu cũng đã có quay lại cái vùng giá là trước khi rơi là tầm vùng giá là 30 33 đô một thùng ở tầm đó, thì dầu cũng tăng khá là tốt. Đây là dầu Brent. Đó thì những cái tín hiệu này cho thấy là cái dòng dầu khí á, cũng sẽ có những cái phản ứng tích cực theo. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn phải xem là thị trường chung phản ứng như thế nào đó. Nhìn chung chúng ta phải quan sát đồ thị của nó, bởi vì giá của nó đã được phản ánh vào trong cái đồ thị này đó, tất cả những cái tin tức đã được phản ánh vào giá đó, và giá chính là những cái đồ thị này nè đó. Thì chúng ta phân tích đồ thị thì chúng ta có những cái phân tích định lượng để đánh được cái nhịp kế tiếp đối với giá ha. Nếu mà đối với ngành dầu khí thì nếu mà thường mà khi nếu mà em khuyến nghị thì em chỉ tập trung vào gas thôi, bởi vì VVD và BVS là hai cái dòng gọi là dòng có tính đầu cơ rất là nhạy. Nếu mà anh chị muốn nhạy thì chúng ta có thể đánh là BVD và BVS. Còn nếu mà anh chị muốn chắc, tại vì gas có vốn hóa rất là lớn thì muốn chắc thì mình có thể là đánh gas, thì tùy khẩu vị của mọi người thôi. Bởi vì nếu mà lợi nhuận cao thì rủi ro cũng sẽ cao thôi. Giống như anh chị khi mà dùng margin vậy, margin sẽ giúp chúng ta làm gì? Mà chi chính là đòn bẩy đúng không? Tức là giúp chúng ta là có sức mua lên. Nó ví dụ như là bên em là tập margin 37 thì anh chị có thể là mua với tỷ lệ là 37 là 300 triệu thì mấy anh chị có thể mua được 1 tỷ. Đó, thì nó sẽ đẩy sức mua của mấy anh chị lên. Tuy nhiên thì nếu mà tăng á, thì mấy anh chị sẽ tăng tầm 30% thôi là mấy anh chị có thể ít hai tài khoản rồi. Đó, nhưng mà nếu giảm thì nó cũng sẽ giảm rất là sâu. Bởi vì vậy khi mà mấy anh chị sử dụng margin thì thứ nhất là mấy anh chị sẽ tập trung vào những cái uptrend thôi, tức là những cái mà mình chắc chắn thôi. Thì hôm sau nếu có thời gian thì em sẽ làm một cái video nói về cái vấn đề là khi nào chúng ta sẽ nên dùng margin, khi nào chúng ta không nên dùng, khi dùng thì sẽ nên cân nhắc những cái điều gì ha. Đó thì tương tự BVD thôi, BVD đang làm gì? Đang có thể là sẽ quay lại cái đường trendline này. BVD cũng đang làm mình tích lũy tại vùng kháng cự này, tích lũy cũng khá là được nhưng mà khối lượng cũng khá là cao. Khối lượng cao như thế này thì rất là khó tăng mạnh anh chị. Đấy nè, phiên này nè, những cái phiên này trước đó anh chị đấy nè, khi mà khối lượng nó kiệt như thế này nè thì BVD mới có những cái phiên bứt phá được đó. Những cái phiên bứt phá tăng trần như thế này nè là chỉ có thể là khi mà có những cái nền mà hấp thụ hết được những cái lực 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 cung trước đó đó, thì khả năng BVD sẽ rơi về cái vùng trendline này là tầm vùng giá thì cũng cũng là nằm trong nền luôn ha, tầm vùng giá là 10.3 10.3 10.5, tức là nó sẽ dao động quanh đây. Thì dao động quanh đây thì khả năng là nếu mà dao động tốt thì khả năng nó sẽ hướng tới cái vùng giá là 11.3, tức là lắp được cái gap này. Thì đối với BVD á, thì nó có một cái gọi là nó có nhiều cản quá, thì trước nó khá là nhiều cản đó, thì em cũng không có khuyến nghị anh chị nhiều, bởi vì cái tỷ suất lợi nhuận nó khá là thấp. Mình nếu đánh ngắn á, mà nếu có nền tích lũy tốt á, thì mình có thể đánh ngắn tại vùng giá là xung quanh đâu đây là 10 10.3 đó, thì target của mình đặt ra có thể là 10 10.2 đó, 10.3 tầm đó, thì tầm một giá cũng là 10% đó. Tương tự thôi, thì BVD và BVS thì khá là giống nhau, tức là nó đang là đi theo cái kênh tăng của nó, tức là nó đang biến động giá dọc theo kênh tăng. Đây là một kênh tăng giá của BVS ha. Đó, thì BVS hôm rồi cũng đã có những cái phiên phân phối ra phần khá là cao ha, thì đây là một tín hiệu khá là xấu đối với BVS. Thì BVS á, mà muốn tăng được á, thì cũng sẽ giống BVD thôi, thì nó phải tích lũy tại đây, phải tích lũy tại đỉnh này nè. Đó, sẽ có những sự tích lũy tại đây, thì nếu mà tích lũy tốt á, mà khối lượng nó kiệt dần á, thì chúng ta có thể là quan tâm. Còn hiện tại là nó sẽ chưa tăng ngay được đâu, nó rất là khó để tăng tăng ngay được.
bởi vì lực cung còn rất là nhiều, khi mà nó vừa tăng lên một cái là bị chốt liền. Anh chị đấy, thị trường của mình bây giờ nó có một cái gọi là gì, là ai cũng đánh ngắn hết á, người ta đánh cái lời ngắn, khi mà tăng cái là người ta chốt, tăng cái là người ta chốt mà. Bởi vì mình rất là khó mà đánh nắm giữ, hoặc là nếu mà những cái nền nền á, những cái nền mà lỏng lẻo á, mà khối lượng cao á, thì rất là dễ thất bại, bởi vì lượng cung còn nhiều á. Đó, thì người ta rất là dễ chốt xuống á. Tức là khi nó vừa break lên là người ta chốt xuống rồi, mình đâu có làm gì được đâu. Anh chị thấy như vậy nè, đó, những cái nền như thế này nè, nó sau đó nó break lên nè, đó, đúng không? Thì nó lại bị chốt xuống. Đó, thì là phải lại đi nghe một thời gian nữa, khi mà vol nó kiệt như thế này nè, đó, vol nó kiệt dần như thế này thì nó có thể lên lại thôi. Còn nếu mà những cái phiên mà tích lũy lỏng lẻo như thế này á, khối lượng cao như thế này á, thì rất là khó đi lên. Ha. Dù như phiên break này rất là nhiều người là kỳ vọng là nó có thể tăng tiếp, nhưng mà sau đó nó bị đạp lại ngay, vì cái lượng cung ở đây còn quá nhiều, đó, người ta cầm quá nhiều thôi. BLX đang nằm trên một cái kênh tăng, cái kênh tăng hai cái đường em vẽ anh chị thấy không? Thì nó đang neo theo kênh này. Đó, đang neo rồi đấy, thì khả năng BLX neo về có thể là về luôn vùng giá là cái đỉnh trước đó của nó luôn, là vùng giá 43, 43 phẩy phẩy 8, 43 phẩy 9. Đó, tại đây. BLX có khả năng sẽ rơi về vùng giá là 43 phẩy 8, 43 phẩy 9. Sau đó sẽ làm nền tại đây. Đó, tương tự như những người bạn dầu khí của nó. Thì nếu làm nền tại đây tốt thì động lực tăng giá tiếp tục. Đó, sẽ hướng tới vùng giá là vùng kháng cự trên này. Thì BLX có một cái gọi là nó cũng là hiện nay thì nó cũng đang khá là tích cực về những cái thông tin mà cơ bản ha, khi mà nó là một cái công ty phân phối dầu ha, khá là lớn, cũng như là bây giờ là hoạt động trở lại thì có nguồn cầu rồi, với lại tiền mặt của BLX khá là nhiều, đâu đó em nhớ là tầm 15.000 tỷ. Thì nó đợt rồi thì cũng nó cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn rất là tích cực. Nên mình đánh dầu khí á, mà nếu đánh tốt á, thì tập trung vào những cái rổ cổ phiếu trong VN30 thôi. Đó, thì nó sẽ an toàn hơn, như là BLX nè, như là gas ha. Rồi mình sẽ đi sơ qua về Masan. Masan hôm rồi thì sau khi mà ăn được hai nhịp tăng nè, ăn được hai nhịp tăng đấy với Masan luôn ha. Ở room game ăn hai nhịp tăng. Thì chúng ta sẽ xem là sau khi nè, sau khi chạm cái ngưỡng kháng cự tại đây. Kháng cự nè, nền giá trước đó là kháng cự nè. Thì nó đã có những cái phiên điều chỉnh lại. Và em đã nhìn ra được là mô hình hai đáy anh chị thấy không? Rất là đẹp. Masan là cho mô hình hai đáy rất là đẹp, và em đã báo mua từ phiên này, từ phiên 58.8 này em rất là nhớ, thì em đã nhìn thấy dấu hiệu là mô hình hai đáy khối lượng đáy sau thấp hơn đáy trước đó. Thì tại phiên này em đã báo mua đó, room em cũng đã mua và chốt vùng giá là 64.65 ở tại đây thì đây là một cái cản trước đó của nó nè đó. Và sau đó bây giờ hiện tại là Masan đang có tín hiệu là rơi rơi test lại, rồi test lại cái gì, cái đỉnh đầu tiên sẽ là cái đỉnh trước đó của nó nè. Hôm trước thì Masan giảm á, giảm khá là sâu nhưng mà khối lượng cũng chưa cao lắm, thì mình sẽ xem là những cái phiên tới là Masan phản ứng như thế nào khi mà ở đây nó có cái hỗ trợ đó. Cái vùng đỉnh trước đó sẽ là cái hỗ trợ của nó, thì nếu mà rơi á, mà nếu mà chững giá lại tại đây thì khá là tốt, chững giá lại tại đây mà với khối lượng kiệt dần là khá là tốt. Còn nếu mà khối lượng còn biến động rất là cao á, thì Masan có thể rơi về vùng giá là đầu tiên là vùng 60. Đó, đầu tiên là vùng 60 này, tức là cái đỉnh này nè. Sau đó có thể là rơi về cái vùng hai đáy trước đó của nó là một là cái vùng 55, 56, vùng 56. Nhưng mà khả năng rơi ở đây cũng khá là thấp, thì là có thể là nó sẽ rơi ở đây thôi. Tầm đây. Nếu rơi thì tầm đây thôi. Còn nếu thị trường sâu mà nếu thị trường chung mà rơi sâu á thì nó sẽ rơi theo thôi. Còn hiện tại là chúng ta kỳ vọng là nó sẽ tích lũy tới đây. Tích lũy tại vùng giá là 60 với lại 60, 60 tới 62. Đó, sideways trong vùng này. Đó, cứ đi ngay trong đây thì nó sẽ tốt hơn cho Masan ha. Rồi. BNG. BNG hôm rồi. Anh cũng có vẽ nè. Sau khi anh chị thấy là những cái phiên này. Tại sao mà những cái phiên này là BNG mà em không có khuyến nghị BNG? Bởi vì á thật ra BNG có cả một cái nền giá cũng rất là lâu nè chị thấy không? Nhưng mà ở những cái phiên này vol nó khá là cao. Cái thứ hai á, thứ nhất là nền giá của nó khá vol cao, cái thứ hai là cái cản nó gần quá, cái cản của nó tầm vùng 63 là cản rồi nè, đây là cái vùng gap down của nó nè, nên em không khuyến nghị BNG trong room mình cũng như khách hàng của em ha. Bởi vì á, nếu mà nó tăng được á, giống như phiên này là BNG tăng trần đó. Thì sau đó chị thấy là cái lực chốt lời tại đây nó sẽ đạp BNG về thôi, đúng không? Tại khi mà cái nền này nó quá lỏng lẻo nè, nguồn cung còn nhiều thì tăng lên một cái người ta đạp lại liền đó, người ta sẽ đạp lại vùng đây nó, hiện tại thấy không, nó đang test lại cái đỉnh trước đó của nó đó, thì BNC rơi.
thì VNG rơi vol cũng còn khá là cao, thì dòng tiền cũng đang bắt đầu đi ra, dòng tiền nó dốc xuống rồi, cũng bắt đầu có những cái tín hiệu khá là tiêu cực ha. Thì nhìn chung là nếu mà VNG á mà rơi về được vùng là 61 rồi nè, mà nó có những cái phiên gọi là những cái phiên đỡ đỡ, đỡ cầu ở đây nè, đỡ cung lại, tức là khi mà cung xả xuống có cầu đỡ thì nó tiếp tục đi sideways tại đây, sideways nền trên nha, đó, tức là sideways trên đây một bậc đó, tầm đây thì tốt. Thì tại đây, tại cái nền này thì nó sẽ tạo động lực tăng giá để mà bên sẽ có thể bứt phá và lắp được cái gap tiến lên vùng giá 67 đó, đó đối với BNG. Mấy anh chị hình dung để ý là tất cả những cổ phiếu trong dòng trụ bây giờ đa số đều đang ở cản hoặc là đang rơi test lại, do đó thị trường chung thứ hai tuần sau muốn tăng rất là khó, khá là khó cho thị trường chung chúng ta tuần sau muốn tăng cũng rất là khó, bởi vì đa số cổ phiếu đang test lại đỉnh, họ đang test đỉnh cũ hoặc là đang gặp kháng cự mạnh. Như vậy thì hầu hết cổ phiếu trong dòng trụ VN30 như thế thì thị trường sẽ rất là khó khó đi lên. BVH mình sẽ sơ vào BVH này, anh có vẻ BVH. BVH thì hôm trước mình mua từ những vùng giá là 40, 46, 47 đâu đây nè, em nhớ. Thì sau cái nhịp tăng lên thì em cũng kỳ vọng là BVH có thể tăng lên vùng giá là 54, 54 ha. Nhưng mà sau khi gặp cái gap down này, thì BVH cũng đã có cái tín hiệu quay đầu. Thì hiện tại là BVH đang quay lại test lại đỉnh cũ luôn, anh chị thấy không? Vol còn khá là cao. Đây, vol khá là cao ha. Còn tại vùng này là như vậy là BH có khả năng là sẽ chạm được MA20. Đây, MA20 đang dốc lên. Có khả năng sẽ chạm được MA20 tại đây nè. Đó. Thì sau đó là nó sẽ có những cái phiên đỡ giá tại đây ha, khi mà lực cầu vào đỡ giá tại đây. Xin lỗi chị. Những cái phiên đỡ giá tại đây. Đó, thì khi đó nếu mà những phiên đỡ giá này mà khối lượng ok, khối lượng mà như mà em nói khối lượng kiệt dần, em vẽ lại những phiên đỡ giá tại MA 20. Có những phiên đỡ giá tại đây nè, thì khả năng là VH sẽ tích lũy rất là khó để mà khi mà VH chạm về để bật lên lại đó, khá là khó, bởi vì lực cái khối lượng ở đây khá là lớn này, nên khi mà tăng lên những vùng này nè, khi mà tăng được cái vùng mà gap down này, đây tăng được vùng này thì người ta chốt xuống liền, ta chốt lời liền chứ người ta không có đợi nữa, khi mà gặp kháng cự lời ta chốt lời liền, tại bây giờ thị trường mình là người ta xu thiên về xu hướng là lướt sóng thôi. Bây nhìn chung nhìn dài hạn thì vẫn là down hoặc lấy VN đấy, còn cái đợt sóng hồi đó. Rồi đó đối với BVH ha, thì chúng ta sẽ quan sát BVH tại vùng giá 47 tới 48 này, 47 tới 48, xem là nó tích lũy tại đây có tốt hay không. Nếu mà tích lũy tại đây tốt thì khả năng là sẽ bứt phá lại một lần nữa cái đỉnh cũ của nó là vùng 50, 53, 52 đó, sau đó lắp được cái gap này, cái gap tầm vùng giá là 54,7 đó. Đó thì đó là một số cổ phiếu mà chính của dòng dòng trụ của thị trường chung ha. Thì do hầu hết cổ phiếu đều gặp khó nên khả năng là thị trường chung tuần tới sẽ rất là khó tăng đó, nó sẽ đi theo một trong hai kịch bản, khả năng là sẽ đi theo một trong hai kịch bản mà em đã nói ở đầu đầu video đó, hoặc là tích lũy ngay tại đây hoặc là rơi về tầm 810 800 810, test lại đường trendline, đường trendline tăng giá ngắn hạn đó. Rồi rồi thì đó là nhận định về thị trường chung cũng như là các mã cổ phiếu dòng trụ VN30. Thì em sẽ nói qua một chút về cái bởi vì em cũng không muốn video quá dài ha. Thì có thể là em sẽ nói qua một chút về những cái cách mà mình lựa chọn để mua một cái cổ phiếu. Đó. Thì nếu mà được thì những cái video sau em sẽ là đi chi tiết từng từng phần. Còn hiện tại thì mình sẽ đi sơ lược qua ha. Những cái bước như thế nào á để mình bắt đầu mình tìm một lựa chọn một cái cổ phiếu tốt. Thì như anh chị biết á, William O'Neil người ta có nói là khi mà thị trường giảm thì hầu hết là 75 đến 80% cổ phiếu đều giảm theo. Đó, như anh chị đã thấy trong cái nhịp này cái nhịp rơi này nè, thì hầu hết là cổ phiếu sẽ rơi theo thôi. Đó, khi mà thị trường chung giảm. Đó, thì tới 70 75 tới 80% là cổ phiếu sẽ rơi theo. Do đó, cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta quyết định để mua một cổ phiếu đó chính là gì? Là thị trường phải đang làm gì,
đang trong xu hướng tăng. Thị trường phải đang trong xu hướng tăng ha. Thì khi đó chúng ta mua thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, thay vì chúng ta bắt đáy tại đây. Ai bắt đáy tại đây thì em không thích bắt đáy, em không đoán. Tức là mình sẽ đánh theo dòng tiền, mình sẽ không đoán được là nhà tạo lập muốn làm gì, nhưng mà mình sẽ đi theo chân dấu chân nhà tạo lập. Tức là những cái nhịp này em sẽ không ăn, em không ăn được những nhịp này, nhưng mà em sẽ ăn từ nhịp này. Tức là khi mà em thấy nó chính thức là cái đường EMA nó bắt đầu là dốc dốc lên, ở sau đó nó break được đường EMA 20, thì em đánh những nhịp này. Thì thứ nhất là nó sẽ an toàn hơn. Cái thứ hai đó là đối với em khi đầu tư thì quản trị rủi ro, em phải so sánh được cái tỷ suất lợi nhuận và quản trị rủi ro nó tốt. Đó thì em kỳ vọng là VN-Index có thể tăng được cái vùng gap này. Đó thì tại đây thì em đánh lên thì nó cũng rất là an toàn thôi. Đó, cái thứ hai là mình sẽ an tâm hơn mà dùng margin. Đó, mình có thể đánh full margin tại những vùng này. Tại vì mình đã chắc chắn là một xu hướng mới đã xác lập. Đó, sau đó mình khi mà khối lượng tăng này, dòng tiền đổ vào. Đó, anh chị thấy không? Dòng tiền vào thì mình hoàn toàn có thể là đánh full margin tại đây. Đó, đánh margin tốt, tức là gia tăng cái lợi nhuận mình tại vùng này. Thì nếu vùng này anh chị nào mà đánh được những mã cổ phiếu tốt thì là có thể là ít hai tài khoản tại vùng này. Tức là đã có rất là nhiều cổ phiếu tăng từ cái vùng đáy lên là tầm 30%. Đó thì rất là tốt ha. Còn mình đánh an toàn, mình đánh an toàn hơn mà để khuyến nghị cho khách hàng thì mình sẽ đánh những cái vùng mà làm sao mà mình chắc chắn là nó sẽ tăng. Đó, giống như đợt này. Đó, em chắc chắn tăng rồi, nên đã khuyến nghị từ những phiên này nè. Đây từ những phiên này đã khuyến nghị khách hàng mua vào. Em nhìn thấy được cái sự bứt phá của nó. Đó, thì mình mua vào khi mà chạm trên là lên liền, khi mà chạm kênh tăng là gì đâu, chạm kênh tăng ngắn hạn là bật lên. Đó, như vậy rồi đó là cái thứ nhất là thị trường chung. Đó, cái thứ hai khi chúng ta mua mã cổ phiếu thì chúng ta phải lựa chọn cổ phiếu dẫn đầu. Thông thường là em sẽ mua cổ phiếu đầu ngành, còn nếu mà ngoại trừ một số cái cổ phiếu mid-cap penny thì em không nói. Nhưng mà nếu mà khi mà lựa chọn một cổ phiếu mà để đầu tư thì mình nên lựa chọn một cổ phiếu dẫn đầu trong ngành đó. Thì làm cách nào để mình làm được điều đó thì là anh chị mình vào cái trang là trang cổ phiếu 68.vn ha. Đó, sau đó anh chị vào cái chỗ nhóm ngành nè. Đó, mình chọn cái chỗ là nhóm ngành và các chỉ số cơ bản, rồi mình vào đây thì mình đang gọi là mình đang quan tâm tới ngành nào. Ví dụ như là em đang quan tâm tới ngành bất động sản ha, em bấm vào thì những cổ phiếu mà vốn hóa lớn nó sẽ được xếp từ trên xuống dưới. Đó, lúc này mình sẽ làm gì, mình sẽ soi cái đồ thị. Tức là những cổ phiếu này là đa số là có những cái nền tảng cơ bản khá là tốt. Nếu mà anh chị nào kỹ hơn thì mình sẽ đi làm gì, mình sẽ đi xét cái EPS của nó, tức là cái tăng trưởng là lợi nhuận hàng năm có tốt hay không ha. Đó, rồi cái PE của nó là cao hay thấp như thế nào đó, thì về mình sẽ xét về cơ bản một tí. Sau đó là mình sẽ tập trung vào mình xem kỹ thuật, bởi vì động lực tăng giá chính nó sẽ được phản ánh trong trong phân tích kỹ thuật. Đó, như vậy thì mình sẽ lựa chọn cổ phiếu đầu ngành ha. Đó, những cổ phiếu đầu ngành như đợt rồi mình đánh, nếu mình đánh cao su đó, mình sẽ vô đây mình xem. Đó, có HNG, BHR đó, mình xem HNG đó, những gọi cao su tăng nè. Đó, HNG hay là BHR, tức là mình nên lựa chọn những cổ phiếu mà những cổ phiếu đầu ngành để làm gì. Tức là thứ nhất là những cổ phiếu đầu ngành là những cổ phiếu mà người ta tăng trưởng tốt. Đó, mình quan sát cái tốc độ tăng trưởng hàng năm của nó tốt quá. Cái thứ hai là những cổ phiếu đó nó sẽ không có sợ bị ảnh hưởng, gọi là bị làm giá quá mức khi mà nó là một cổ phiếu mà có sự gọi là làm ăn mà ban lãnh đạo tốt đó, thì người ta sẽ không không có những cái gọi là lái lái như là đó ha. Đó, chị thấy nè, những cái cổ phiếu như thế này chúng ta nên né ra, rất là nguy hiểm. Đây chị nào cầm những phiên này thì coi như là rơi rơi không biết đường về luôn đó. Bởi vì em mới nói là khi mà chúng ta tham gia thị trường đó, chúng ta phải biết được cái gì, chúng ta phải biết được những cái kỹ thuật đó, chúng ta phải biết được những cái kiến thức này nè, làm sao để né được những cái cổ phiếu này mình hạn chế tham gia đó. Còn nếu anh chị nào tham gia thì em thì chắc chắn là em sẽ không khuyến nghị. Còn anh chị nào tham gia thì rủi ro thôi đó. Ăn thì ăn bằng lần, nhưng mà thua thì cũng mất cả tài khoản đó. Này em nói cũng khá là nhiều lần. Tiếp theo ha, tiếp theo đó chính là chúng ta xác định những cái mẫu hình đó. Giống như đợt rồi, nếu mà em muốn đánh vào dòng ngân hàng đi, em chọn em đánh vào dòng em chọn ngân hàng đi ha. Đó, em chọn ngân hàng. Đó, thì ở đây có Vietcombank là đầu ngành nè. Đó, em vào xem Vietcombank như hôm rồi, em vào xem Vietcombank. Thì nếu Vietcombank đang ở đây, thứ nhất là thị trường đang tăng hay giảm. Đó, thị trường là đang ở trong một xu hướng là tăng. Bởi vì sao? Bởi vì là cái đường EMA đang dốc lên là cái là tín hiệu tốt. Cái thứ hai là khi mà tích lũy nè mà tiền đang dốc lên
Đó, tiền bắt đầu dốc lên thì đó là một tín hiệu tốt. Rồi ta quay tiếp tục ha, tiếp tục đây, tiếp tục đấy về Vietcombank nè. Đây là mẫu hình, đây là mẫu hình nền giá đúng không, nền giá von kiệt dần đó, đạt điều kiện chưa, đạt tiêu chí, đạt luôn tiêu chí là một mẫu hình rồi. Có những cái mẫu hình tốt, có rất là nhiều mẫu hình ha. Thì một thì thời gian hồi đó em cũng sẽ làm một video nói về các mẫu hình mà thay xuất hiện trong trong thị trường Việt Nam chúng ta, bởi vì mà những cái thị trường nước ngoài thì sẽ xuất hiện mà nhiều mẫu hình hơn. VDG đó, đất xanh, đất xanh được rồi, là cho mô hình hai đáy, đáy sau vốn thấp hơn đáy trước đó, thì em cũng đã khuyến nghị mua từ giá 10, thì em cũng đã chốt ở vùng giá là 11 đó, quanh 11 đó. Đất xanh hai đáy nè, rồi có Masan cũng hai đáy nè, rất là nhiều cổ phiếu cho mô hình hai đáy. Ví dụ như là mình xem mà có mô hình đây được rồi, Hòa Phát, Hòa Phát cũng đã cho mô hình vai đầu vai đó, vai đầu vai ngược. Đây là những cái mẫu hình đó. Chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu mà đầu ngành, sau đó chúng ta xem là nó có đang nằm trong cái mẫu hình tốt hay không, và khi đó chúng ta có thể giải ngân một cách an tâm hơn. Cái thứ hai là chúng ta có thể dùng dùng đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận mà không có lo lắng là rủi ro cao đó. Đây là mô hình vai đầu vai ngược. Điểm mua của mô hình này là gì, là break khỏi đường vai đường cổ này với khối lượng cao. Đây đây là điểm mua, mình bỏ mua tại điểm này đó. Sau đó mình sẽ mua gia tăng tại những nền này, tức là khi mà test lại một khối lượng thấp, khi mà cổ phiếu rơi mà khối lượng thấp chứng tỏ là gì, chứng tỏ là không có ai bán, có lực cung thấp, sau đó mình sẽ mua gia tăng tại những cái vùng này khi mà Wagner đi lên. Hoặc đó là đối với cái cách lựa chọn ha, thì đó là về mẫu hình đó. Và chúng ta phải làm gì, phải đọc hiểu được vận động của giá và khối lượng là sao. Là nếu mà trong kỹ thuật VSA á, là chúng ta sẽ phân tích về sự tương quan của giá và khối lượng. Đây là một kỹ thuật, đây là một kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật. Thì nếu mà anh chị nào quan tâm sâu hơn ha, thì anh chị sẽ có thể là tham gia room của em đó, hoặc là trở thành khách hàng của em, thì em sẽ có những cái buổi chia sẻ free, những chia sẻ miễn phí cho khách hàng của mình đó. Thì là hiện tại là em cũng đang sắp tới là em sẽ dự tính là một cái khóa học ngắn thôi, khóa học phân tích kỹ thuật cơ bản, để cho những khách hàng của em là có những cái kiến thức để có thể trade được một cách tốt hơn đó. Thì sắp tới thì em cũng đang dự định đó, mình sẽ xem như thế nào, nếu mà có thời gian thì em sẽ làm một cái làm những cái video, còn nếu mà được thì em sẽ dạy trực tiếp đó. Ví dụ là vận động giá và khối lượng, mình xem những cái phiên gì, mình xem cái gì, ví dụ em mình phân tích một cái phiên giá tăng tốt hay không. Mình nhớ là gì, khi mà xem vận động giá và khối lượng, anh chị nhớ cho em, thứ nhất nha, giá tăng, khối lượng tăng là gì, là tăng giá tốt. Anh chị nhớ cho em, giá tăng khối lượng tăng là tăng giá tốt. Bởi vì sao, khi giá tăng mà khối lượng tăng thèm, chứng tỏ là có lực cầu vào làm giá tăng lên đó. Khi khối giá tăng khối lượng tăng là tăng giá tốt. Mình ví dụ một số phiên ha, mình xem đây nè, đây là phiên tăng giá tốt của HBG. Khi mà nó break được cái gì, break được cái vùng tích lũy, cái vùng mà test lại cung của nó nè đó, sau đó nó break lên là phiên tăng giá tốt. Mình đọc những cái phiên này để mình biết là hôm nay là cổ phiếu đang vận hành như thế nào đó. Tăng giá tốt nè, ở đây những phiên mà tăng mà giá cao, giá tăng khối lượng tăng. Ví dụ như phiên này có Masan nè, đó là phiên tăng giá khá là tốt đó. Giá tăng khối lượng tăng ha, đây nè, hay là phiên này đó, giá tăng và khối lượng tăng so với ngày hôm trước nè đó, những phiên sau tăng dần nè. Đây, gia tăng khối lượng tăng ha, đó là tăng tốt, chứng tỏ là gì, chứng tỏ là có lực cầu vào. Tiếp theo là gì, là giá tăng mà khối lượng giảm, gọi là có thể gọi là không quá tốt đi, tức là nó không phải là xấu, bởi vì giá tăng không phải là quá xấu, nhưng mà nó không quá tốt. Nó không quá tốt ở chỗ nào, tức là nó đã bị chốt lời, tức là nó là không có lực cầu. Mình xem những cái, tức là người ta sẽ gọi là no demand, tức là không có cầu. Những cái phiên mà giá tăng nhưng mà khối lượng không tăng, ví dụ là những phiên này, chỉ đi nè, giá tăng lên nè, đây phiên này cũng mà sang, giá tăng nhưng mà khối lượng thấp, là khối lượng chưa đạt, ha. Hay là những phiên này, đây,
phiên tăng giá này, gia tăng một khối lượng thấp này, thì dấu hiệu của sự là lực cầu suy yếu. Lực cầu suy yếu thì sẽ sắp có điều chỉnh. Là thông thường á, là sau những cái phiên này là tầm 2-3 phiên nữa là sẽ có những cái dấu hiệu phân phối nhất định đó. Giá tăng khối lượng thấp là không tốt ha. Ví dụ như cái phiên này mình xem VSC đi. Đây, những cái phiên mà giá tăng mà khối lượng thấp là như này đó. À, đây là tín hiệu, đây là tín hiệu test cung lại thôi. Đây này, anh chị thấy nè, phiên này nè. Phiên này tưởng đâu là VSC có một cái phiên bứt thoát lên ha, sau khi tạo nền giá bứt thoát lên, giá tăng, nhưng mà sao? Nhưng mà khối lượng thấp hơn ngày hôm trước. Khối lượng thấp hơn ngày hôm trước. Đây. Ở đây là một tín hiệu suy yếu, tức là lực cầu đang giảm dần. Đó, thì sau đó là VSC đã có những cái nhịp rơi. Đó. Giá tăng khối lượng giảm là không quá tốt. Giá giảm khối lượng tăng là giảm xấu. Đó. Giá giảm khối lượng tăng là gì? Là lực cung mạnh. Giá giảm là biểu hiện của sự cung nè, cung tăng nè, khối lượng tăng là cung tăng. Đó là cung chiếm ưu thế, ví dụ như phiên này là bắt đầu có sự phân phối, là bị chốt lời, bị bán ra rất là nhiều hơn. Những cái phiên như thế này là những cái phiên như thế này là những cái phiên mà bị chốt nhiều. Những cái phiên như thế này là những cái phiên không quá tốt, không tốt, nó là giảm xấu. Rồi, và cuối cùng là gì? Giá giảm, khối lượng giảm, giảm không quá xấu. Tương tự thôi, giảm thì chắc chắn là xấu rồi đúng không, tăng thì chắc chắn là tốt rồi, nhưng mà khối lượng thấp. Trong VSA gợi ý là gì? Là giá tăng, biến động giá lớn thì khối lượng phải cao. Còn nếu mà giá giảm, biến động giá thấp thì khối lượng phải nhỏ. Còn nếu mà giá giảm nè, khối lượng giảm nè, thì là một tín hiệu khá là tốt. Vì sao? Bởi vì lúc này đã không có lực cung, nó không quá xấu. Vì giảm nó xấu rồi nha, mà nó không quá xấu thôi. Giống như những phiên này, anh chị thấy là giá giảm nè, đúng không? Giá là giảm, nhưng mà khối lượng thấp là không quá xấu. Thường là nó sẽ nằm ở những cái nền tích lũy. Đây nè, những phiên này giá giảm nè, mà khối lượng thấp nè, là không quá xấu. Đúng không? Đó, thì khi mà mình đọc hành động giá thì là nó sẽ có rất rất là nhiều cái kỹ thuật đó, mình dùng những cái mô hình là những cái đánh giá như thế nào đó trong kỹ thuật VSA. Nhưng mà tóm gọn nhất, mà nếu mà dễ hiểu nhất để cho anh chị mình hiểu được, đó chính là em đưa ra những cái này đó, bốn cái này ha, anh chị nhớ nha. Thì và cuối cùng đơn giản thôi, chính là mình lựa chọn điểm mua điểm bán một cách hợp lý, đó chính là phân bổ vốn đó, điểm mua điểm bán, chốt lời cắt lỗ dựa vào những cái kháng cự, những cái hỗ trợ. Đây ví dụ đối với Masan ha, em sẽ mua tại nền, mình sẽ chia ra mua và chia ra bán tại nền giá thế này nè. Em kỳ vọng là gì? Em thấy là dòng tiền đổ vào là cái thứ nhất, cái thứ hai là có giá luôn được kéo lên đóng cửa cao nhất phiên đó. Thì ở đây chúng ta sẽ mua test nền đó, mua test nền với tỷ trọng là 30%. Sau đó phiên break là phiên xác nhận đó, thì em sẽ mua gia tăng thêm 50% đó. Và cuối cùng là nếu mà trong quá trình tăng mà có những cái nền tích lũy là những lúc mà chúng ta nên mua gia tăng. Để xem. Em ví dụ trong một cái trend up đó, của Vietcombank. Ví dụ nha, chúng ta mua tại những cái nền này nè. Đó. Ta mua những cái nền này, sau khi nó tăng lên thì nó lại tiếp tục hình thành những cái nền khác, thì những cái điểm mà bứt phá những cái nền chính là cái điểm mà mua gia tăng. Bứt phá những cái nền kế tiếp á, như đây. Đó, thì Vietcombank bứt phá nền đi lên thì mình mua gia tăng tiếp tục. Tương tự phiên này là phiên mua gia tăng. Tương tự là những cái có những cái phiên mua gia tăng, đây phiên này là phiên mua gia tăng, là những phiên mà bứt phá đi lên, tiếp tục xu hướng. Đây ta sẽ có những cái phiên mua gia tăng đó. Thì đó chính là cái giống như video hôm trước em nói là chúng ta sẽ bình quân giá lên đó, chứ không bình quân giá xuống. Bởi khi nó giảm thì chúng ta đâu có biết được nó giảm tới đâu đâu. Ví dụ những đợt rơi này, những cái đợt rơi như thế này mà ai mà bình quân giá xuống là coi như là toang đúng không đó.
Thì như vậy thì video ngày hôm nay tới đây thôi, là em cũng là mong muốn là qua video này á, cái thứ nhất là em đã view được thị trường chung sắp tới cho mọi người, là cái thứ hai là em cũng đã đưa ra một cái số cách mà anh chị mình có thể lựa chọn một cái mã cổ phiếu mà nó ổn để mình có thể là bắt đầu tham gia đầu tư đó. Thì để mà nhận được những cái khuyến nghị đó, những cái gọi là tư vấn mà trực tiếp một với một đó, tức là hỗ trợ trực tiếp từng người thôi đó, thì là anh chị có thể là tham gia cái trở thành khách hàng của em. Khi mà mở tài khoản bên VBS thì sẽ đào vào cái room VIP này, cái room VIP này của em này đó, thì sẽ có những cái khuyến nghị hàng tuần hàng ngày đó, canh bán chốt lời các lỗ trong phiên đó. Hay là mấy anh chị nào muốn tham gia một cái room room thường của em nè, room free của em nè, thì ở đây cũng là có những cái chia sẻ của nhiều anh chị vào nói chuyện với nhau ha, những cái chia sẻ thì anh chị có thể là bấm vào đường link bên dưới cái phần mô tả video, cũng có cái phần để vô cái room này của em. Còn nếu mà anh chị là nếu muốn tham gia room VIP thì anh chị có thể là add Zalo của em rồi sau đó nhắn tin cho em để em mở tài khoản cho anh chị ha. Cảm ơn anh chị đã xem video của em. Nếu anh chị thấy hay thì anh chị hãy bấm nút like và subscribe cho em để em có thêm động lực để làm những cái video tiếp theo ha. Xin chào anh chị, tạm biệt anh chị.